Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 mở rộng đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng quận Cẩm Lệ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn quận đạt 2.635 tỷ đồng, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt 73,5% kế hoạch dự toán giao, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Toàn quận phát triển được 31 đảng viên. Đặc biệt, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. 6 tháng cuối năm, quận Cẩm Lệ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế. Triển khai và thực hiện đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.